Hello, xin chào cả nhà. Mình con nó đưa qua Hà Lan chơi mấy ngày, giờ lại bên Đức lại, giờ thì mà cá của Việt Nam, cá khô. Đây là cá hô khô của Việt Nam, cá tí hoàng. Còn đây là tôm rút của Việt Nam, cà cũng có Đức. Còn đây là ăn thịt thường. Đây là chén nước mắm của mình, mặn không có thiếu được, ớt nhiều. Xin mời cả gia đình ăn cơm chiều với mình. Thôi, mình cũng đưa bà mẹ vợ đi mấy ngày ở Hòa Lan về. Giờ mẹ vợ nói thèm ăn đồ mặn chút xíu, cá mặn, mắm ruốc mặn và dĩa khoai chút sườn cho bà và vợ ăn. Mời cả nhà cùng gia đình ăn bữa cơm mặn đạm bạc của xứ người nha. Con mời anh ba cái chú ăn cùng với gia đình người nè. Con mời anh ba cái ăn cùng với gia đình mình nè. Anh ba cái chú nếu mà anh ba cái chú muốn qua cái clip ta tiếp và lại anh ba cái chú mình đào mình một cái like cho một cái đăng ký hit tâm comment. Đi tâm luôn. Ngon không? Ngon quá ta. Mình cũng xin mời cả nhà ăn bữa cơm với gia đình nha. Qua bên Hà Lan mới cái mấy bữa thôi nhưng mà bệnh, tại vì bên đó mưa gió bão, cả nhà thay đổi thời tiết á, bị tắc tiếng uống thuốc quá chừng luôn, không ngon gì bằng với cái chén mắm ruốc, ta nói chưa trúng bệnh nữa nha, lạc miệng nữa, ăn cái này ngon má. Em mà con sợ má chưa quen khí hậu á, sợ má que bên đó sổ cảm rồi mà không ngờ má không sổ mà con sổ hay vậy. Tại khác má cũng mạnh rồi khác mẹ có mâm ruốc rồi hả? À, cô ăn ít cho nhưng má cái đó đi mặn rồi nó lên huyết áp rồi. Hôm nay con làm hơ con chơi con gái ngọt con hơi ngọt hả? Mẹ ăn chờ ai kia chút mắm mặn nếu ngọt hay nãy chanh cho ngọt. Rồi, con ăn thử cho má đâu biết. Anh vậy. Rồi thử coi. Má có ăn cà đây không? Có. Rồi đấy. Ừ. Phải không? Tới ngọt chút. Con gấp cái chén bảo bên này cho má khỏi dối nè. Ừ, rồi. Dính từng lần con đó đi má ngốt cho gì. Đây. Con bảo bên hông đây đâu có sale đâu. Tụi. Cũng đi ra lên ăn ăn cá ăn đồ. Mình là đi Hà Lan ăn cá, cá người ta bán ngoài chứ cũng đâu có nấu đâu. Ăn hải sản nhiều. À, sáng nhiều. Ốc, đồ nói chung là sáng nhiều. Đi bán sáng nhiều, giờ về ăn món ruốc ngon, cá khô ngon con. Cà. Mama, ta sẽ ra chắc đợi lâu quá con. Ừ, như vậy không có bà tôi làm ở đây. Rồi nhắn tụi con uống, tụi con lấy bà tôi làm. Coi còn mấy cái đô giờ chứ hết rồi hả? Con nhìn kỹ chưa? Mấy cái đồ sô cô la đó ở bên hồng sạch rồi con nhìn kỹ hết chưa? Uống cái này con đi làm bột khác uống này nó mở đây ra rồi uống cho hết đi con thấy ăn mờ uống mờ không cơ mà mày cứ uống cô này không hạnh ba vợ cháu mình vô một cái con mở ba vợ cháu rồi cũng lấy cũng lấy mà vô điều hành đó giờ còn sung sức quen đó thân tàn mai dại nó con ơi má mệt rồi má hết muốn rồi con. Mà giờ đây còn vô nữa. Về chân ngủ khách sạn ngàn sao. Im quá im. Anh suốt ngày khách sạn ngàn sao à. Anh đó là khách sạn 10 sao, ngàn sao. Còn bà mẹ vợ là khách sạn 5 sao. 5 sao. Ở Phú Dân á. Nhưng mà té qua, té ra là ở bên Hà Lan. Mà đi cái dòng đi nó má sợ quá đi gì mà đi ba trăm mấy chục cái số nó kho một chiếc mới đầu tiên á mới hạ cánh xuống máy bay mới hạ cánh xuống á đạp tới Hà Lan là mà tới nó buồn tí mà cuối cùng rồi một đêm một ngày tại mưa gió bão quá cho nên cây cấu nó xào xáo quá mình cũng sợ. Đi đi ô tô mà má nói đi máy bay hạ cánh mới đau cho. Rồi cuối cùng rồi 2-3 ngày sau rồi thấy nó phán khẩu. Mình đi có giờ có ngày.
đúng giờ đúng ngày mình giờ lại đứt. Nhưng mà chủ yếu má đi tuần lễ trải nghiệm như vậy á, má thấy vui không? Thì vui, ban đầu thì thấy nó khó khăn chút, thấy cây bụi nhiều thì mình cắm trại mà. Ngoài thích ở đâu không? Đó là đồng quán mà má. Đó là ở đồng quán mà. Ở đồng quán thế sao? Ngoài thích ở đâu không? Ở bên Việt Nam hay là bên Đức? Ở đây quả tết thôi. Cái này mấy em gọi là khỉ ho cò gáy. Trái ngon quá. Bàn trời chú đất. Anh nhanh lại muốn má đi á, để trải nghiệm. Người vô gia cư. Má biết không? Đâu có ai mà muốn đi cái kiểu như má với con đồ như thế này đâu, không ai muốn hết á. Nhưng mà người ta muốn cũng không được. Giờ má nói sáng với con á, sao không? Giờ má sáng nói sáng với hai con á, đây là má quá có phước. Con như là phước đức ông bà cha mẹ đỡ lại cho con cái, cho nên giờ mình cũng được hướng chút đỉnh. Hướng là con cái nó đưa mình qua cho những người đi chỗ này chỗ kia. Vậy những người kia nhiều mà đi không được. Vậy quá quý má qua hai lần rồi. Vậy quá ngon. Má còn sức khỏe còn qua nữa. Lần tới qua nữa nè. Còn sức khỏe còn qua nữa. Một năm đó nè. Bà bốn nó mai qua mà. Mình qua đó mà. Đi giờ mặt mày ai cũng đến thui hết. Ủa lên này mai thì đi. Cái nắng này. Cái nắng bên này cũng ớt được. Cái lạnh cũng ớt mà cái nắng cũng ớt mất khò mà. Nắng mà đốt luôn cháy luôn rồi. Nó tới bữa đầu mình qua, hôm qua bữa sau là bị mưa gió bão đùng đùng rầm rầm vậy. Hai ngày liền mưa. Rầm rầm mấy cây cáo nằm là sợ nó dở liều. Nhưng mà cuối cùng qua ngày sau thấy không? Nó nắng lên một cái là coi như hực người hết rồi. Mà cái nắng bên này công nhận. Nắng sao mà công nhận? Nắng qua nắng không phải nắng mình nắng đốt mưa rồi. Không phải. Má có cái cảm giác như vậy là cũng đúng thôi. Lý do ở bên này má qua má thấy lạnh. Má thấy lạnh trong người đúng không? Khí hậu lạnh cái tự nhiên nó bật nắng lên má cảm thấy nóng. Tại vì lạnh với nóng nó phản nghịch với nhau. Cho nên má cảm giác thấy là cái nắng ở bên này nó cháy nó rực. Nhưng mà thực chất ra cái nắng ở bên này nó nắng nhưng mà nếu mà có gió đồ thì nó frit cho anh, nó mát. Nó thoải mái người. Còn cái nắng của Việt Nam mình nó mới chịu không nổi mà do má sống ở Việt Nam má quen rồi. Má nghĩ cái nắng ở bên Việt Nam mình 35, 40 độ, 45 độ mà má thấy bình thường. Má vẫn thấy nắng nóng nhưng mà vẫn không có rực đúng không? Kiểu như không có thấy khó chịu. Tại vì má quen rồi, còn má quen đây tự nhiên lạnh, mặc áo ấm. Mặc áo mùa đông luôn, má mặc áo mùa đông luôn á. Buông cái. Tại vì má mặc tao 4 cái áo, tự nhiên cái nó nắng lên, nó nóng lên cái mắng nhiều anh. Lâu lâu có được 23 độ không? 21 độ, 32 độ. Rồi mười mấy độ. Nhưng má vẫn cảm thấy nó thật trong người là lý do nó bị phản tác. Gọi là phản tác, tác dụng lại vừa lạnh vừa nóng. Nó phản nghịch lại với cả nhà. Cho nên má mới cảm thấy vậy thôi. Chứ thật chất cái nắng ở bên này không bằng Việt Nam đâu. Việt Nam nắng mới dữ. Ở ốc cũng cao, nắng mới dữ ốc. Ông ngoại ốc cũng sao? Ok. Bây giờ đi ăn thành Africa rồi. Nè mình đem tía luôn, má bên này đem tía nè. Đem cho một khối ăn. Đem một khối ăn. Cho không mấy trắng qua một này ăn khó chịu. Con này trắng à. Nhanh lên nào. Nó mà thấy mùa hè bên này không? 9-10 giờ đêm mà trời vẫn nắng chói chang. Nếu mà có mặt trời nha cả nhà. Bây giờ mình đang ăn hiện tại, bây giờ mới biết nhiêu, 8 giờ rưỡi, 9 giờ kém rồi đó. Nên cũng vẫn nắng. Và nắng vẫn, mặt trời chưa lặn này con. Nắng. Ở bên này cả nhà biết không, mùa đông á, thì nó tối rất là sớm, mới có 4 giờ chiều thôi là đã thấy tối rồi. Còn mùa hè á, là 9-10 giờ đêm nó mới thấy tối, mới thấy sẫm sẫm lại đó.
11 giờ đêm mới tối tối dần. Cho nên nó bị ngược á. Ở Đức giờ cũng đỡ đó. Giờ mà em sống ở nơi rồi. Là coi như là mùa hè á, là nó cứ nắng suốt. Tới 2-3 giờ đêm nó tối 1 tiếng, 2 tiếng một hồi rồi bắt đầu sáng tiếp. Còn như là ở bên đó người ta là cửa sổ người ta như vậy á, người ta phải làm 2-3 cái lớp màn để mà che cho nó tối lại đó, để mà ngủ. Còn bên mình giờ đã đỡ rồi, tới 10 giờ là giờ giấc ngon lành rồi. Thì đó là mùa hè hả? Còn mùa đông thì sao? Mùa đông lúc nào cũng tối mà. Bình thường giống như bên này. Chỉ có mùa hè đó, mùa hè nó sáng, nó nắng, nó cháy. Nhưng mà dùng ở bên Nội Y là dùng Bắc Cực, miền Bắc Cao Bá Mát. Dùng đó ở nước Nội Y tên miền Bắc Cực là coi như là nó quanh năm là tối, nó không có sáng nữa. Nó dùng Bắc Cực không nào vậy không? Hầu như đi làm sao? Đi làm thì người ta đắp điện, người ta làm thôi. Rồi rồi. Chết rồi. Làm để mà ăn uống. Không qua con Nội Y đó đâu. Không qua Nội Y không chơi không? Còn như là nhà cửa sổ người ta để 2-3 màn. Cái thời hồi xưa nó không có cái màn sáo kéo xuống, cứ màn quải đó. Người ta làm 2-3 lớp cho nó dày vô. Người ta chi mặt trời để ngủ. Vậy à? Còn cái điếng, còn cái điếng là sao? Cái điếng thì nó từ từ giống như bên này. Bên đây. Bên đây chị hỏi điểm rồi chứ. Bên thì biết tiếng thì điểm. Bên mặt đồ nó tự tựa giống như bên này. Nhưng mà bên Nội Y thì nó cũng khá, nó khác. Tại nó ở miền Bắc mà. Nội Y là không như là lên tới Nội Y là không đi đâu được nữa rồi. Đó là cuối đường không? Ừ. Rồi, nói tới đây đi chắc cũng được dữ á. Ở Nội Y xong mà bay được trở lại thôi. Thì đâu có đi đâu được nữa đâu. Bên này mà đi châu Âu và tổng đi ô tô nhiều. Còn bà nói để nó đi tất cả gì vậy? Nó Norwegian. Nói chung mẹ quê đây á, đi được bên đất này chút đỉnh, qua được nước Lan chút đỉnh. Mình đi giờ tối mấy trăm cây số, mấy rơm với rơm. Đi qua mà mấy cái nước xa xa chút nữa đi nhiều anh. Cả ngàn, 700-800 cây số, 700-800 cây số. Đi tới Disneyland đó là... Mình đi qua Pháp, 700, qua Thị Địa, qua Thị Sĩ, 700, 750 gì đó. Qua Thị Điển, cũng nằm giá 700-750. Qua Đan Mạch là còn 500. Qua Nội Y cỡ ngàn cây hơn. À mày cứ biết thôi. Nếu mà mình muốn đi Disneyland ở khai nữa tới Disneyland đó. Thì nếu mà mình dạy 7 giờ mình đi 7 giờ lại tới nơi cũng phải. Mình chỉ đi gần nhất là Hòa Lan thôi. Hòa Lan mà đi gần, nhưng mà nếu mà đi Amsterdam thủ đô của Hòa Lan á là khoảng 350. Tại vì mình ở gần giáp ranh giới Hà Lan. Đúng rồi. Cho nên mình đi nó cũng gần hơn so với những người ở miền Nam nước Đức, miền Nam nước Đức đi còn xa nữa, mình ở miền Bắc nước Đức. Ở như Berlin đồ ta lên xa chứ. Nó biết hôm bữa mà đi qua đảo rồi ạ. Đi bằng chỗ bè á, đi qua đảo nọt rồi nay á. Đấy nọt rồi nay hả? Giờ là đảo mình không? Đức. Nhưng mà từ ở mình chạy xuống đó là mấy trăm cây anh? 200 cây. 200 cây. Mà từ ở Berlin mà chạy tới nọt rồi nay á là tới 700-750 cây số. Hồi bữa có cái bạn kia vô coi clip mình đi đảo đó, hỏi chứ từ Berlin tới đó bao nhiêu cây số. Có 600-700-750 cây số cả nhà, không phải giỡn đâu. Sao? Tại từ Berlin là nó nằm bên Ốt. Chuyện băng ngang qua. Cái đó, bản đồ của Đức chạy đầu kia đầu nọ đụng ngàn cây số hết. Giống như Việt Nam mình từ Bắc ra Nam, từ Nam vô Bắc, từ Bắc vô Nam, từ Nam ra Bắc đi cái tuyến đường vậy, miền Bắc miền Nam. Như con lấy gì kế hả? Wow, ăn cá khô nướng, uống bia quá chừng.
Thường bà uống bia bà vô là sẽ chích mà nó vô. Hôm nay ba không vô được tại biết là sao biết không? Trời nắng một nè, rồi ăn cái mặn khát nước quá chừng cho nên em uống quên vô. Ăn mắm ruốc nữa kìa. Ăn mắm ruốc nữa, nên ăn tối ăn toàn đồ mặn không à. Ăn mấy cái đồ này mà ai mà bị tăng xong bị máu cao thì thôi chứ. Lên luôn, cứ từ. Má coi nhà hàng ít thôi nhà, mắm ruốc rồi sao nó hổ. Đừng gọi cọc cọc con. Ủa? Đi mấy ngày bên Hà Lan á đâu có được ăn mặn gì đâu. Cái cà để nó già thành sấp không còn. Dạ, đi cà tím là má cà lùi dạ. Ở quê mình gọi là cà vũ dơ á. Dạ ba. Mắm này. Mắm này có cà dĩa ăn ngon. Cà dĩa cà ba. Cà ba, phép. Khá là tới dùng nhỏ. Bây giờ có cà đó thì lá cà này ăn thế. Hồi giờ cà vũ dơ này má ăn sống bao giờ chưa? Chưa bao. Má ăn tới ra tới ngọt không? Ngọt. Ngon chứ. Hồi nay ít giòn, không có giòn, không có giòn thôi. Nhưng mà má đừng ăn nhiều mấy cái này nha. Nó máu rồi, với lại mặn, nó huyết áp rồi, nó tăng. Ăn cái này à, bắt. Cái mắm của mình làm thôi, mắm ruốc của mình làm thôi, ăn bắt mấy cái này lắm. Ăn mà ai nhất được à? Áo chứ không? Nãy giờ cái thịt nè, thịt sườn không ai đụng không? Có mình ra đây ăn à. Sườn ngon, bà con ngon không? Dạ. Ngon thì ăn nhiều mà ít vậy. Năm đi luôn. Ừ. Đã bắt. Thôi, má ăn nữa con. Đúng ăn. Ăn thêm chút coi cho má. Thôi má ăn nữa nâu quá nào. Thì thôi cả nhà. Thì cái video này thì gia đình Mặn cũng thông báo với cả nhà là đã về đến đất và ăn bữa cơm chiều mặn, gọi là ông xã gọi là mặn mòi, không biết mặn mòi là từ gì. Thì hả? Cái đó dùng quê nói mà, ăn cho nó mặn mòi mà. Thì cũng thông báo cho cả nhà biết là gia đình Mặn đã đáp cánh an toàn về tại nước Đức rồi nha. Đi đến nơi vừa được trốn. Dạ. Thì hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Chúc cả nhà một ngày tràn đầy năng lượng và hạnh phúc.